Bây giờ là đi bắt ốc. Hôm nay trời mưa nước quá trời luôn. Mới bắt được có một con thôi. Đây nè. Ốc. Đây nữa. Đây nè. Đây cũng có ốc nè. Đây. Một cô thôn nữ cũng đang bắt ốc đây. Mày cứ rờ đấy, mày đón nó, nó đây à? Chị Hiền nói là sơ sơ mò mò là thấy. Mà nãy giờ mò có thấy con nào đâu. Tao mò là thấy đấy. Đây. Nhiều lắm rồi. Đây, ốc. Mò mò. Đi mò ốc. Trời ơi nè. Đây, đây có người cầm cái thau mà chưa có con nào hết. Này. Ô này. Đưa tao lộn nhiều mà. Ốc nè. Đây nữa nè. Đạt thì ốc luôn nè. Chỉ có đĩa. Có không vậy? Đây. Ốc mà leo lên chanh luôn nè. Đây, chị Hiền đang mò ốc. Phượng bắt ốc này chanh không được. Sao nó mỏi chân quá. Phượng cũng đang bắt ốc nè. Trời ơi. Bắt ốc mà mặc đồ kiểu này sao mấy ốc nó chịu nổi. Cái này à, ở quê mới có này. Đây là quê rồi. Này bây giờ chị đi những cái con nào nó bán ở trên đấy thôi. Đây có một con cá này. Con cá rô. Bắt được con cá rô. Cua đây. Cua đâu? Đấy, cua đây. Đó, cua đó. Ây dạ. Cua lột. Cua chết, cua chết rồi. Chưa. Chết rồi hả? Cua ngon ngớp ngớp rồi. Cua ngớp ngáp. Mò ốc. Bắt được nhiều ốc nè. Với một con cá rô nhỏ xíu xíu xíu. Nhìn ốc to kìa, mình thấy không? Ốc to kìa. Này. Mình nhìn nó nằm ở dưới nè. Này. Này. Thôi chạy ốc luôn. Ốc to kìa. Sau khi bắt được nhiều ốc. Ốc đây, con cá nữa. Mình qua kêu bắt nữa tiếp đây. Đó. Có người đẹp phụ nữa. Thành quả sau khi bắt ốc. Quá trời luôn. Bây giờ đi vô làm món ốc đây. Suka cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video của Suka. Xin mời mọi người ủng hộ Suka bằng cách bấm nút like, share và đăng ký kênh để Suka có động lực làm những video mới tiếp theo nhé. Bye bye.